Thí vị Y tế Thanh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở bên cạnh tôi đây thì đang có hai cái mẫu xe lăn rất là nhỏ gọn, thì rất là phù hợp cho những cái người sử dụng, đó là những người già yếu, những người khuyết tật. Và với cái sản phẩm nhỏ gọn này thì sẽ rất là phù hợp đối với những nhà phố có cái diện tích hẹp. Hoặc là quý vị có người thân mà muốn đưa người già hoặc là người thân của mình đi du lịch đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng hai cái mẫu này. Hiện tại hai cái mẫu này rất là nhỏ gọn. Thì ở bên cạnh tôi đây là cái mẫu xe của hãng Lucas là 16 LG. Còn cái này là mẫu bên cạnh là mẫu Lucas X63A. Thì hai cái mẫu này thì chính là hai cái mẫu nhỏ gọn phù hợp cho đi trong nhà hoặc là đem đi du lịch, bỏ vào trong cốp xe, rồi có thể là đem đi đến bệnh viện đi khám bệnh, thì nó rất là tiện cho những quý vị nào có cái nhu cầu đang muốn sử dụng cái sản phẩm này. Với hai cái dòng sản phẩm này thì khá là gọn và thiết kế rất là nhẹ. Thì đối với cái dòng X63A này thì chỉ cần một cái xách tay là chúng ta có thể xách được. Nó phù hợp với mọi cái địa hình và mọi cái đối tượng sử dụng. Còn cái dòng xe X16 LG này thì cũng là hợp kim nhôm mạ với chrome, thì cũng rất là nhẹ. Ở hai cái khung này thì cái trọng lượng thì khoảng tầm dưới 15 kg, và phù hợp cho những cái đối tượng sử dụng, đó là những người dưới 120 kg. Bên cạnh tôi đây, đầu tiên là chiếc xe X16 LG. Thì mẫu xe này là khá gọn. Trước mặt tôi đây là cái xe X16 LG. Thì xe này thì nhỏ, gọn. Thiết kế thì là gập được cái phần bánh xe lên ở phía trên. Nếu mà quý vị muốn bỏ vô trong cốp xe thì nó rất là gọn. Cái thứ hai là khung của nó là khung hợp kim nhôm. Mạ rất là sáng, đẹp. Rồi có ở phần tay thắng là để dùng để thắng khi mà không di chuyển. Ở đây nó sẽ có hai cái vòng lăn là vòng cam nan hoa. Ở phía trước thì sẽ có hai cái bánh đúc nhỏ và khá là chắc chắn. Thì xe này thì có thêm được là cái phần tay thắng. Thì nếu như người đẩy muốn di chuyển đi xa hoặc là đi ở những cái độ dốc thì có thể thắng lại. Khi mà chúng ta lên dốc thì chúng ta cũng thể có được cái phần phụ ở phía sau, chúng ta đẩy lên cái phần phía này. Đó. Với cái mẫu thiết kế này thì chúng ta phù hợp là dành cho đi du lịch hoặc là bỏ trong cốp xe đi xa rất là tiện. Nên là nếu quý vị mà muốn tham khảo cái sản phẩm này thì có thể truy cập vào trong website của siêu thị Y tế Thanh Tuấn. Bên cạnh tôi đây nữa là một cái mẫu xe lăn là chuyên dành cho du lịch hoặc là đi bệnh viện hay là bỏ vào trong cốp xe đi trong nhà vậy đó, rất là tiện. Thì cái mẫu này thì nó có thêm hai cái quai này, chúng ta đi chúng ta xách rất là nhẹ, chỉ cần một cái nhấc tay là được rồi. Thì cái chiếc xe này nó khác ở cái xe này một cái, nó là cái phần tay thắng này chúng ta có thể gập xuống ở phía sau được, tức là nó tạo cái sự gọn cho cái chiếc xe. Rồi ở phần đây nó cũng vẫn là vành cam nan hoa, vẫn có thắng. Rồi cái phần ghế ngồi thì gác chân thì được làm bằng thép mạ với chrome rất là đẹp. Ở cái đây thì chúng ta khi mà chúng ta muốn gặt lên đó thì chúng ta chỉ việc nhấc lên, rồi muốn gặp xuống thì chúng ta có thêm cái khóa này, chúng ta bật lại chúng ta gặt xuống. Thì trên đây là hai cái mẫu dành cho những cái người sử dụng, là những người muốn có cái diện tích nhà nhỏ nè, rồi muốn đi du lịch hoặc là muốn đi khám bệnh đi xa thì cũng có thể sử dụng hai cái sản phẩm này. Với cái mức giá thì khoảng tầm là từ 2,2 triệu cho đến 2,5 triệu ở tại cái thời điểm này, thì nó cũng rất là phù hợp với cái đa số người tiêu dùng Việt Nam. Về mẫu mã xe thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Đây là sản của mẫu xe của hãng Lucas. Thứ nhất là được bảo hành chính hãng. Thứ hai là hàng cũng đạt những cái chứng nhận quốc tế như là FDI. Rồi giá cả thì cũng phù hợp với cái đại đa số người tiêu dùng Việt Nam. Nếu như mà quý vị muốn mua hoặc là muốn tư vấn rõ về sản phẩm thì có thể một là chúng ta đến trực tiếp tại cửa hàng số 63 Trường Chinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
Hoặc nếu quý vị muốn đặt hàng mua online thì quý vị liên hệ qua số 0962 136 850 thì chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nhà của quý vị và thu tiền. Nếu mà quý vị có cái điều gì cần thắc mắc hoặc là muốn tham khảo thêm hoặc là muốn rõ hơn về sản phẩm thì có thể thông qua cái YouTube của Thiết bị Y tế Thanh Tuấn để tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của Thiết bị Y tế Thanh Tuấn.